của anh Tùng. Open the door. Open chứ không phải là open. This is living room. This is the living room. Oh, I see two remote control. Okay, I see two remote control. And teapot on table. Teapot on the table. Look on the right table. I see sofa. See, it is my mother. Picture on the wall. Chúng là phát âm chuẩn chỗ này. Oh, it is motorcycle. Motorcycle hoặc là bicycle, không phải bicycle là motorbike. Motorbike hoặc là motorcycle. That is o'clock on cabinet. On the cabinet. And piano on clock. No open because là đúng rồi, đừng đọc because anh nha. I no understand play piano. I no understand playing hả? Mình sẽ nói là tôi không biết chơi piano, mình sẽ nói là I don't know how to play the piano. I don't know how to, tôi không biết làm cách nào để chơi. Chứ không phải là tôi không hiểu cách chơi. Ok. Now it is my shelf book. This is my bookshelf. Look. À, look up nó không phải là nhìn lên, look up nó là tra từ điển, search từ gì đó. It is ceiling fan. Ceiling fan. Place, ok. Alright. Oh, I see many shoes. Okay, many shoes, có nhiều giày. Black color, white color. Rồi, màu, mình lúc nói màu gì đó, mình không có cần để color vô, mình chỉ là black, white, màu gì đó thì để ra. Green, blue. Now, I see two countries. Carpet là cái thảm to, thảm trải khắp phòng. Còn hai cái miếng nhỏ này mình gọi là cái doormat, là cái thảm từ chân ngay chỗ welcome á, mình nói là doormat. Oh, dirty. Dirty. It is too thick on table. Okay. Video finished. Thank you everybody watching television and watching video. Okay. Mr. Tùng làm video cũng nói chung là có chăm chút nè, nó có đầy đủ. Đây là hơi chậm nhưng mà nó vẫn ổn. Thì cố gắng sửa một số cái phát âm như mà mình đã chỉnh là ok.